Dạ hello, xin chào mọi người. Thì dạ Thảo Lan là hôm nay là tụi em sẽ nói về chủ đề chính, đó là dòng sản phẩm dành cho tóc, đó là dầu gội bên em nha mọi người. Về cái dòng sản phẩm là hỗ trợ giảm rụng ở bên dạ Thảo Lan nha mọi người. Thì bên dạ Thảo Lan mọi người, ngoài cái dòng sản phẩm là dầu gội giảm rụng thì bên dạ Thảo Lan là còn có là dầu cái mà dạng xịt kích thích mọc tóc mọi người, là nó cũng hỗ trợ là kích thích mọc tóc và giảm rụng cho mình nữa. Và gel dưỡng tóc nữa nè mọi người, rồi những cái dạng mà serum dưỡng tóc, rồi dầu xả, dầu ủ rất là nhiều luôn mọi người ơi. Khi mà mọi người gặp cái tình trạng về tóc thì mình nên sử dụng kết hợp để các sản phẩm có thể là bổ trợ cho nhau, là cái tình trạng của mình nó sẽ giảm thiểu rất là đáng kể nha mọi người. Em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái dòng mà dầu ở bên dạ Thảo Lan nha. Hôm nay thì em đang chuẩn bị làm một số những cái mẫu test đó mọi người. Những cái mẫu này thì khi khách nhà dạ Thảo Lan trước khi gia công thì bên em sẽ gửi là những cái mẫu test như thế này cho mọi người, để mọi người test thử sản phẩm ở bên dạ Thảo Lan là không tính phí nha mọi người. Thì đây, hiện tại trên tay em là có dầu gội, là dầu gội mà hỗ trợ giảm rụng thì mọi người thường thì nghĩ đến dòng dầu gội nữa ha. Thì đó chính là dầu gội thảo mộc ở bên dạ Thảo Lan nha mọi người. Đây thì hôm nay nó sẽ có chiết xuất mù kết đó mọi người. Đó đó, đây là dầu gội thảo mộc. Những dầu gội này thì nó sẽ theo những khuynh hướng là thiên nhiên mọi người, những cái thành phần của nó là cũng từ thiên nhiên, nên là khách bên em rất là chuộng, đặc biệt là những cái spa dưỡng sinh anh đó, thì bên em rất là thích những cái dòng dầu gội này. Và đặc biệt là anh Thịnh có thể giới thiệu cho mọi người về cái dòng dầu gội mà dạ Thảo Lan mới ra mắt sản phẩm thương mại không ha. Đây nha mọi người, đây là cái dầu gội ống mã của nhà dạ Thảo Lan của tụi em nè. Thì một cái dầu gội này á, là nó sẽ có là những cái thành phần thảo dược từ thiên nhiên như là gừng, bồ kết hay là tiêu hồng á mọi người. Thì cái sản phẩm này dạ Thảo Lan đây có bán những cái chai nhỏ, ví dụ như chai này là 50ml, cũng như là chai này là 250ml nè. Đó, tụi em rất là đa dạng những cái kích thước, khối lượng.